giữa rừng già, một sới bạc tiền tỷ. Những con bạc khát nước cùng chung niềm đam mê nghe tiếng leng keng của bốn quân vị. Ai là người tổ chức sới bạc cực khủng này? Vì sao hàng trăm người có thể tụ tập vào giữa khu bảo tồn thiên nhiên và ngang nhiên đánh bạc? Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu, Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, một ngày cuối tháng 11 năm 2019. Phía sau con sông và dạng núi hiền hòa này là một cuộc đỏ đen sát phạt. Số tiền ném vào đó lớn đến mức cả những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng khó có thể nghĩ ra. Dù nằm giữa rừng bảo tồn ở khu vực ba ngọn núi đoạn giáp giữa thị trấn Phước Bửu và xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, lối vào hiểm trở bởi bao quanh là hồ nước và nằm sâu trong rừng. Thế nhưng mỗi lần mở dòng, nơi này vẫn đón tiếp hàng trăm con bạc từ khắp các tỉnh thành tập trung về. Từ khu vực cửa rừng và đến trong sòng bạc dài khoảng 5 km, đường mòn luôn có từ 30 đến 40 thanh niên làm nhiệm vụ túc trực cảnh giới. Thậm chí, chủ sòng còn bố trí cảnh giới giả làm con bạc ngay trong sòng, ngồi xen kẽ để ngầm theo dõi hoạt động của khách. Tất cả các chốt đều được trang bị bộ đàm. Nằm sát bên sòng là hai quán tạp hóa chuyên phục vụ nước uống và đồ ăn như cơm, bún, chè. Với số lượng con bạc đến đông và số tiền đánh lớn, hai quán tạp hóa mini tại đây thoải mái chặt chém giá cả vì các con bạc không tính toán chuyện bạc lẻ. Thậm chí những con bạc đang rỗ đỏ thoải mái bao tiền vài trăm ngàn đồng cho một chai nước khoáng. Giữa trưa nắng, hàng chục người tụ tập quanh mảnh bạt nhựa dòng tai nghe tiếng con vị nhảy múa trong chiếc đĩa. Tiền bạc cứ thế được ném vào trong giới. Tiếng văng tục, chửi thề theo từng tiếng bạc cứ thế vang lên, náo động cả góc rừng. Anh ơi! Đi! Đi! Chiếu bạc được chia làm 4 phần có kẻ vạch, gồm mặt bên chẵn và mặt bên lẻ. Những con bạc lớn sẽ tập trung tại giữa chiếu để nhận đĩa và bao chiếu. Tại sòng bạc này còn có luật ngầm là không dùng bạc rác, nghĩa là con bạc đánh dưới 1 triệu đồng sẽ không cho đặt cược. Nếu dùng rác thì phải xin ké với con bạc khác để số tiền từ 1 triệu đồng trở lên. Mỗi tiếng bạc không quá 3 phút nhưng số tiền thì không thể nhỏ hơn 300 triệu đồng. Trong sòng bạc này, người ta có thể dễ dàng nhận ra những con bạc khét tiếng ở các địa phương. Sự góp mặt của họ làm tăng mức độ máu me sát phạt. Có những ngày, các tay bạc này đút túi cả chục tỷ đồng. Giữa rừng phòng hộ, các con bạc đủ mọi lứa tuổi, có cả nam, cả nữ, nhưng độ máu me thì chưa biết ai hơn ai. Họ thuộc lòng tất cả những quy ước ngầm ở nơi này. Ví dụ như người đàn ông này đang dùng gói thuốc thay cho phỉnh, đặt gói thuốc thay cho 100 triệu vào cửa lẻ. À, anh Dương mặt lẻ với lại gói thuốc này cho anh. Còn mày để anh đứt anh hết mà chẳng. Xế chiều, nhiều con bạc cũng bắt đầu cạn túi tiền. Đây cũng là cơ hội để nhiều tay cho vay lãi hoạt động hết công suất. Trong các sòng bạc này luôn có những tay cho vay nặng lãi sẵn sàng bơm máu cho các con bạc khát nước. Con bạc vay 100 triệu đồng thì tiền lãi sẽ là 2 triệu đồng một ngày. 4 củ rồi. Rồi, rồi, rồi. 200 qua nào. Sau khi chứng kiến trận bạc kinh hoàng, ngay ngày hôm sau, phóng viên báo Thanh Niên đã quay lại khu vực này. Sòng bạc cực khủng đã biến mất, nhưng dấu vết của các trận máu me sát phạt vẫn còn. Trước khi tổ chức sát phạt, những chủ sòng đã cho phát sạch cây cối để lấy đất trống. Những thân cây bị đốn hạ vẫn còn nằm ngổn ngang khắp nơi. Có thể dễ dàng nhìn thấy khắp nơi là dây thun, thứ vật dụng mà các con bạc dùng để cột tiền. Ly nhựa, chén nhựa được gom lại và đốt ngay giữa rừng. Sòng bạc đã được chuyển sang một vị trí khác. Ở khu vực này không chỉ có sòng bạc khủng, những ngày xâm nhập vào giới cờ bạc ở huyện Xuyên Mộc, nhóm phóng viên báo Thanh Niên còn mục sở thị rất nhiều trường gà, lôi kéo hàng trăm con bạc tham gia sát phạt. Trường gà ở xã Phước Tân nằm cách đường DT328 khoảng 2 km trong vườn điều với đường dẫn vào ngoan nghèo và có hệ thống cảnh giới. Tại đây khoảng 40 con bạc đang quây quần quanh giới gà, tiếng hò hét huyên náo cả một vùng. Đây là sông bạc nhỏ nên chủ yếu là dân địa phương tổ chức và tự mở ra chơi. Nhưng mỗi trận cá độ số tiền cũng lên tới từ 50 đến 70 triệu đồng. Nếu con bạc muốn chọn một sòng lớn hơn thì cách đó chừng 1 km, một sòng gà cực lớn cũng đang sát phạt với mỗi trận cá độ lên tới hàng trăm triệu đồng.
Câu hỏi được đặt ra là vì sao một sòng bạc cực lớn có thể ngang nhiên hoạt động giữa rừng như thế này? Thế lực nào đã đứng ra tổ chức sòng bạc này? Trong những ngày điều tra, ống kính của phóng viên báo Thanh Niên đã ghi lại được hình ảnh của một người đàn ông tên Quyền. Tìm hiểu về nhân thân thì thật bất ngờ khi được biết Quyền là con một lãnh đạo công an tại địa phương, từng có tiền án về tội đánh bạc. Đây có thể là nguyên nhân vì sao sới bạc này tồn tại lâu ngày mà không bị sờ gáy. Vậy Quyền là ai? Có thân thế như thế nào? Trợ thủ của Quyền có những ai? Mời quý vị đón xem kỳ 2 của loạt điều tra Đại sới bạc giữa rừng được phát trên báo Thanh Niên ngày 3.